Mới đây, TC Moto đã thông báo hai mẫu xe Custin và Palisade sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 15 tháng 9 tới. Trong đó, Custin thực chất là mẫu Custo đang bán tại Trung Quốc, cạnh tranh với Kia Carnival và Peugeot Traveller, còn Hyundai Palisade cạnh tranh với Ford Explorer và Volkswagen Teramon. Khác với những mẫu xe đàn em kích cỡ nhỏ hơn, Hyundai Palisade khoác trên mình diện mạo cứng cáp và cực kỳ đồ sộ, với kích thước thực tế dài rộng cao lần lượt là 4.995 x 1.975 x 1.750 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Hyundai Palisade chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình khi được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới. Mặt ca lăng của xe có nhiều nét tương đồng với những mẫu xe ra mắt trước đó là Tucson, Creta và Santa Cruz. Chi tiết lưới tản nhiệt hình thang đã được loại bỏ, thay vào đó là kiểu dáng hình chữ nhật vuông vắn hơn, lớn hơn. Rãnh lưới được thiết kế dạng hình học mạ chrome sáng bóng nổi bật. Hai bên lưới là hệ thống đèn với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L nằm trên. Đèn pha được đặt xuống sát gầm xe, tạo vẻ hài hòa cho tổng thể khu vực đầu xe. Thân xe được thiết kế vuông vức bằng những đường cắt thẳng đi kèm là mâm hợp kim kích thước 20 inch mới, với thiết kế đa chấu tạo nên vẻ bề thế sang trọng cho Palisade. Phía sau xe có cụm đèn hậu được thiết kế dọc giống đèn pha phía trước. Đèn phản quang kéo dài ôm lấy toàn bộ đuôi xe, cản sau cũng được tinh chỉnh lại kết hợp với tấm chống trượt trông hầm hố hơn và trục ống xả hình vuông thay thế cho hình thang ở đời cũ. Về nội thất, xe mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm với ba tùy chọn trang trí, bao gồm da tổng hợp màu đen kết hợp vải, da Nappa màu đỏ tía kết hợp vải và da Nappa màu xám kết hợp ôm gỗ nhiều lớp. Hyundai Palisade sở hữu các khe hút gió mỏng kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng của bảng điều khiển để thêm cảm giác rộng rãi cũng như vô lăng mới. Palisade 2023 cũng nhận được màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời kép với cửa sổ ở phía trước cabin có khả năng nghiêng và trượt mở. Rèm che nắng chỉnh tay cho hàng ghế thứ hai. Màn hình cụm công cụ đa thông tin 7 inch. Hệ thống âm thanh Infinity 12 loa. Hyundai Palisade 2023 được trang bị hệ thống sưởi và thông gió với khả năng điều chỉnh 12 hướng và khả năng nhớ vị trí cho ghế lái, ghế hành khách phía trước cũng có thể chỉnh điện 8 hướng. Theo nhân viên tư vấn bán hàng đại lý, Hyundai Palisade tại Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng V6 dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp đi kèm hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Palisade 2023 được cung cấp bộ chọn chế độ lái với 4 chế độ on-road và 3 chế độ chạy địa hình khác cho các biến thể trang bị AWD. Về trang bị an toàn, sẽ được trang bị hệ thống Hyundai Smart Sense ADAS, bao gồm các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, đi kèm khả năng phát hiện phương tiện, người đi bộ, người đi xe đạp và cả đi qua ngã tư, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn, kiểm soát hành trình thông minh, đèn pha thích ứng, cảnh báo tập trung và cảnh báo xe chệch làn. Giá bán của Hyundai Palisade hiện vẫn còn là ẩn số, tuy nhiên, một số đại lý cho biết Hyundai Palisade có giá bán khoảng 1,9 tỷ đồng. Nếu những con số này là chính xác thì mẫu xe mới của Hyundai sẽ có lợi thế về giá bán so với các đối thủ cùng phân khúc. Cũng chưa rõ Hyundai Palisade sẽ được lắp ráp tại Việt Nam hay nhập khẩu nguyên chiếc, trong khi đó phần lớn các mẫu xe của Hyundai ở Việt Nam đều được lắp ráp trong nước. Nhờ khoang nội thất cao cấp, trải nghiệm vận hành mượt mà và không gian rộng rãi cùng với đó là hàng loạt công nghệ tiên tiến, Hyundai Palisade được đánh giá là hoàn toàn có thể trở thành một mẫu xe thành công của nhà Hyundai tại Việt Nam, qua đó trở thành một mẫu xe rất đáng đồng tiền bát gạo trong phân khúc. Còn bạn thì sao? Bạn thấy mẫu xe này thế nào? Xin đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi.